Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Quý vị và các bạn thân mến, trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội U22 Việt Nam đã diễn ra hấp dẫn đúng như mong đợi. Sau những phút đầu thăm dò, hai đội bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Dù còn trẻ hơn nhưng các cầu thủ U22 Việt Nam tỏ rõ sự ăn ý nhờ được tập luyện với nhau trong một thời gian dài. Trong khi đó thì các đàn anh chưa tìm ra mối liên kết do trong đội hình chủ yếu là những cầu thủ mới lên tuyển. Và chính điều đó đã tạo ra sự khác biệt. Nhân tố đột biến nhất của U22 Việt Nam đã lên tiếng. Nguyễn Hữu Thắng, cầu thủ chơi ở vị trí số 10, đã tung ra đường chuyền tinh tế cho Xuân Tú băng xuống đánh bại thủ môn Tấn Trường của tuyển Việt Nam. Bị thủng lưới bất ngờ, tuyển Việt Nam đã đẩy cao đội hình. Xuân Cường đã tung ra cú tạt bóng sở trường đưa bóng lên chân của Đức Trinh. Dù dứt điểm không trúng tâm bóng nhưng nó tạo ra đường chuyền thuận lợi cho Văn Quyết lập công. Trước khi hiệp 1 khép lại, Đức Trinh đã có cơ hội ghi bàn cho riêng mình từ pha chuyền bóng trả lễ của Văn Quyết. Thế nhưng cầu thủ này đã không thể chiến thắng được sự xuất sắc của Văn Toàn. Bước sang hiệp đấu thứ hai, đội tuyển Việt Nam có 3 sự thay đổi đến từ Văn Toàn, Văn Kiên và Xuân Trường. Những người này đã giúp cho lối chơi của tuyển quốc gia trở nên mềm mại hơn. Đang chơi khá tốt thì Văn Việt đã đánh mất điểm trong mắt huấn luyện viên Park Hang-seo khi anh phạm lỗi ngớ ngẩn với Hữu Thắng trong vòng cấm. Chính cầu thủ trẻ này đã ghi bàn giúp cho U22 Việt Nam vươn lên dẫn trước. Những phút sau đó, các đàn anh đã thể hiện được đẳng cấp. Xuân Trường có một pha đá phạt, chuyền bóng cho Văn Quyết trả ngược. Văn Toàn băng vào dứt điểm, nhưng trúng người hậu vệ của U22 Việt Nam. Nhưng không để cho người hâm mộ tiếc nuối quá lâu, Xuân Cường bị Văn Toàn phạm lỗi trong vòng cấm. Xuân Trường đã không bỏ lỡ cơ hội, gỡ hòa hai đều. Thừa thắng xông lên, tuyển quốc gia tiếp tục có thêm những sự thay đổi người. Tăng cường sức mạnh, Xuân Mạnh vào sân đã chọc khe khéo léo cho Đức Trinh, dứt điểm đánh bại thủ môn Văn Toàn. Tỷ số 3-2 và khoảng thời gian còn lại, đội tuyển Việt Nam kiểm soát chặt chẽ khiến cho các cầu thủ U22 khó nhằn trong việc tìm đường vào khung thành của thủ thành Tấn Trường. Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-2 cho các đàn anh trên đội tuyển quốc gia. Ít ngày nữa, hai đội sẽ tái ngộ trên sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Chuyên gia tin Kiên Thi Sắc sẽ giúp cho Công Phượng Văn Toàn giành quả bóng vàng 2021. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 22 tháng 12, ban tổ chức giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam đã công bố danh sách rút gọn các danh hiệu cao quý của bóng đá nước nhà trong năm 2020. Ở hạng mục dành cho Nam, Văn Quyết, Quang Hải, Trọng Hoàng, Ngọc Hải và Tiến Dũng là những cái tên được chọn. Chia sẻ về vấn đề này, bình luận viên Vũ Công Huy nhận định: "Tôi nghĩ năm cái tên rút gọn ở hạng mục dành cho Nam là hoàn toàn xứng đáng. Cả năm 2020 không có trận đấu nào ở cấp độ đội tuyển nên những lá phiếu bầu sẽ chọn cho những gương mặt xuất sắc nhất ở giải quốc nội. Theo tôi, tiền đạo Văn Quyết năm nay nhiều khả năng sẽ được xướng tên ở hạng mục cao nhất. Cậu ta đã có một năm quá xuất sắc cùng Hà Nội. Mới đây đã nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm. Quả bóng bạc tôi nghĩ sẽ là Quế Ngọc Hải. Ở 7 vòng đấu cuối, hàng thủ của Viettel gần như ít để thua bàn. Riêng quả bóng đồng, trên lá phiếu bầu của tôi chọn Công Phượng. Cậu ta đã có một mùa giải trở về từ nước ngoài và thi đấu quá ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng top 5 không còn tên Phượng, tôi nghĩ nó sẽ thuộc về trung vệ Tiến Dũng", bình luận viên Công Huy nhận định. Nếu như những đồng đội ở tuyển Việt Nam đều có mặt vào top 5 danh sách của bóng vàng dành cho Nam, thì tiền đạo Công Phượng lại tiếp tục vô duyên với danh hiệu cao quý này. Nhận xét về thời điểm tiền đạo của Hoàng Nhân Ai có thể nhận được vinh dự trên, bình luận viên Vũ Công Huy cho biết. Kể từ năm 2015, lúc đôn lứa Công Phượng lên chơi ở V-League, năm nay là mùa giải Bầu Đức đầu tư mạnh mẽ nhất cho câu lạc bộ Phố Núi. Từ băng ghế huấn luyện với việc đưa về Kiên Thi Sắc cùng hàng loạt những cầu thủ nội binh khác. Chỉ cần Hoàng Gia Lai thi đấu tốt và có thứ hạng trong top 3, Công Phượng hoặc Văn Toàn sẽ nhận được danh hiệu của bóng vàng Việt Nam 2021. Sang năm, đội tuyển Việt Nam sẽ còn chinh chiến ở AFF Cup nếu cùng đồng đội bảo vệ thành công ngôi vương. Cùng với đó là việc Hoàng Gia Lai có được thứ hạng cao, Bầu Đức sẽ có cầu thủ nhận được danh hiệu cao quý này. Ngoài danh sách rút gọn dành cho Nam thì ban tổ chức giải thưởng của bóng vàng Việt Nam 2020 còn công bố danh sách ở các thứ hạng mục khác. Ở môn bóng đá nữ, Tuyết Dung, Trương Thị Kiều, Huỳnh Như, Trần Kim Thanh và Phạm Hải Yến được chọn. Ở nội dung futsal, Phạm Đức Hòa, Khổng Đình Hùng, Phùng Trọng Luân, Nguyễn Minh Chí và Hồ Văn Ý được xướng tên. Trong khi đó, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hai Long và Nguyễn Hữu Thắng là 3 cái tên lọt vào nhóm cầu thủ trẻ Nam xuất sắc nhất. Cũng nội dung này dành cho nữ, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Thị Trúc Hương và Ngân Thị Vạn Sự góp mặt. Riêng hạng mục cầu thủ ngoại xuất sắc nhất, câu lạc bộ Sài Gòn đóng góp 2 gương mặt bao gồm Giovan và Pedro Paulo đều đã rời đi,
Trong khi đó, nhà đương kim vô địch V-League là Viettel có tiền đạo Bruno. Gala trao giải có bóng vàng Việt Nam 2020 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 1 năm 2021 tới đây tại Thành phố Hồ Chí Minh. Liệu có bất công cho Công Phượng khi bị đá văng khỏi top 5 của bóng vàng? Như đã nói ở trên, sau nhiều ngày bầu chọn thì cuối cùng ban tổ chức giải thưởng của bóng vàng Việt Nam 2020 cũng đã công bố top 5 ứng cử viên cho danh sách rút gọn. Người hâm mộ cảm thấy bất ngờ khi không có tiền tiền đạo người đô lương. Quý vị và các bạn thân mến, sau một mùa giải thi đấu cho chiến hạm đỏ thì tiền đạo sinh năm 1995, Nguyễn Công Phượng dần lột xác dưới bàn tay huấn luyện viên Trung Hệ Sơn. Anh trở thành một nhân tố không thể thiếu tại câu lạc bộ. Và lúc này, người ta nghĩ rằng là ít nhất Công Phượng cũng phải giành được quả bóng đồng với những cống hiến và nỗ lực trong thời gian qua. Trở về từ Bỉ để đấu quân cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người gièm pha nói rằng đội bóng mang tên Bác như đang mang một quả tạ lớn bởi Công Phượng chỉ biết cắm mặt đi bóng, lối đá cá nhân hóa và không mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai không quan tâm những lời cay nghiệt đó. Anh thay đổi, chơi thứ bóng đá hiện đại và đa năng hơn trước. Tại đội bóng Việt Nam, cầu thủ quê đô lương được phát huy hết vai trò của mình khi chơi ở vị trí tiền đạo lùi, quanh quẩn tại vòng cung của khu vực 16m50. Đó là nơi mà anh hoạt động tối đa năng suất, chỉ cần hai nhịp chạm bóng Công Phượng cũng có thể gây ra sự khó khăn cho đối phương. 6 bàn thắng, 5 lần kiến tạo, con số nói lên màn trình diễn chói sáng của cầu thủ này. Mặc dù phải bỏ lỡ giai đoạn 2 của mùa giải nhưng Công Phượng vẫn là nội binh ghi nhiều bàn thắng nhất. Nhìn vào thành tích của đội bóng mang tên Bác ở mùa trước đủ hiểu tầm quan trọng của cầu thủ 25 tuổi. Khi có anh, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chơi như một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Tuy nhiên, ở thời điểm vắng mặt cầu thủ này thì Thành phố Hồ Chí Minh lại chơi thứ bóng đá của một đội bóng tầm trung và không có sự nguy hiểm. Rõ ràng Công Phượng đã có mùa giải thi đấu khá hay từ trước khi trở về Việt Nam. Tuy nhiên, ban tổ chức của bóng vàng Việt Nam đã có những tiêu chí riêng để đánh giá một cầu thủ. Vậy nên Công Phượng chỉ biết thốt lên hai chữ là đáng tiếc cho con gà son của đội tuyển. Đây là năm thứ hai liên tiếp anh không lọt top 5 của bóng vàng. Người hâm mộ tiếc nuối cho Công Phượng khi bị văng khỏi top 5, tuy nhiên những người được ở lại danh sách rút gọn cũng đều xứng đáng. 12 tháng 1 sẽ là ngày mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam biết được ai sẽ là chủ nhân mới của danh hiệu của bóng vàng Việt Nam 2020. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.